chân pháp là phổ lan cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phổ lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddhadhamma trên vào thoáng mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn khai mà thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào quý đạo hữu, hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2562, đề tài hôm nay là giáo trình Tăng Chỉ Bộ, chương 10. Mười pháp phẩm trưởng lão, bài số 84, nói lên chánh trí do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trị cả thân chứng. Nhất tâm để lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Buddhaya, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Sau đây, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Phật Thầy Giáo. Kính đại lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua một bài kinh. Mà bài kinh nó nói về sự đắc chứng. Dĩ nhiên là trên con đường tu tập thì cái khởi nguyện đầu tiên đó là mong đắc đạo chứng quả, nhưng một số ít thì có thành tựu viên mãn, một số lớn thì đứng liên tục, và có một số tự nhận mình có chứng đắc nhưng mà thật sự mình không có chứng đắc. Ở biểu hiện nào và dấu hiệu nào để cho thấy rõ điều đó, đây là một vấn đề rất tế nhị.
đặc biệt là thưa quý vị, chúng ta sống ở trong một thời đại mà người ta hay nói về những người chứng đắc là do phép màu, do sự hiện tượng lạ này, hiện tượng lạ. Nhưng mà kỳ thật thì cái yếu tố then chốt của Phật Pháp vẫn là tâm có thực sự động tâm từ não hay không. Thật ra thì cả ba bài kinh 84, 85 và 86 thì đều có cái nội dung tương đối giống nhau. Có một vài chi tiết nhỏ khác nhau thôi. Chỉ khác là những vị giảng bài kinh này là có khi là tôn giả Mahamoggallana hay là một tiền điên. Có khi là ngài Mahachunda, tức là Đại Thượng Đà, em là Phật. Và có khi là ngài Mahakassapa là ngài Đại Ca Diếp. Và có lẽ là Thượng Tọa Từ Siêu sẽ giảng luôn cả ba bài. Điều này tùy ở Thượng Tọa Từ Siêu, nhưng mà quý Phật tử hoan hỷ. Nếu chúng ta đọc thì để chơi xem Thượng Tọa Từ Siêu có muốn giảng luôn cả ba bài hay không. Thì chúng ta chỉ cần được đọc một bài thôi. Và Thượng Tọa có thể giảng cả hai bài còn lại. Bây giờ thì mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho bài kinh số 84. Và sau đó thì chúng ta sẽ thính Thượng Tọa Từ Siêu giảng dạy ý nghĩa rộng rãi của bài học hôm nay. Nhân một bức thầy giáo sư thú lành thầy, chúng con kính tri ân thường thời giác đẳng. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay giáo trình tăng chi bộ Anuttara Nikaya và Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt, chương 10 Pháp Phẩm Trưởng Lão. Bài 84 nói lên chánh trí. Ở đây tôn giả Maha Moggallana gọi các tỷ kheo, này các hiền giả, tỷ kheo, thưa vâng hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Maha Moggallana. Tôn giả Maha Moggallana nói như sau: ở đây này các hiền giả, tỷ kheo nói lên chánh trí, tôi rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Rồi Như Lai hay đệ tử Như Lai là vị hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vị ấy bị Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trong trống rỗng, rơi vào trong rối ren, rơi vào trong bế tắc, rơi vào trong bất hạnh, rơi vào trong bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình đắc ý đến tâm của người ấy như sau. Như thế nào tôn giả này nói lên chánh trí? Tôi rõ biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình biết rõ tâm người ấy như sau. Có phẫn nộ là tôn giả này sống nhiều với tâm bị phẫn nộ thấm nhuần. Với tâm bị phẫn nộ thấm nhuần nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Có hiềm hận là tôn giả này, vân vân. Có dèm pha là tôn giả này, vân vân. Có não hại là tôn giả này, vân vân. Có tật đố là tôn giả này, vân vân. Có sang tham là tôn giả này, vân vân. Có lừa đảo là tôn giả này, vân vân. Có mang trá là tôn giả này, vân vân. Có ác dục là tôn giả này, vân vân. Có thất niệm là tôn giả này, vân vân. Dù cho còn nhiều việc cao thượng hơn cần phải làm thêm, tuy có chứng được thù thắng nhưng chỉ phần nhỏ, lại đứng lại giữa đường. Đứng lại giữa đường này nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Tỷ kheo ấy chư hiền do không đoạn tận mười pháp này, đi đến được tăng trưởng lớn mạnh lớn rộng trong pháp và luật này. Sự kiện này không xảy ra. Tỷ kheo ấy này chư hiền do đoạn tận mười pháp này, đi đến được tăng trưởng lớn mạnh lớn rộng trong pháp và luật này. Sự kiện này có xảy ra. Chánh văn bài 84 đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bích Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chúng thỉnh văn đệ tử Phật.
Kính chào chư công đức và kính chào tất cả quý đạo hữu tử. Hôm nay vì cái công việc ở trong chùa rồi, khi nãy lúc tối, lúc chiều tối thì có cái đoàn tu nữ Phật tử đã bị ở bên Myanmar về, cũng ghé đây để thăm viếng chúng tôi. Chúng tôi phải tiếp cho đến còn 15 phút nữa thì tới giờ vào room họ mới đi về. Cho nên hôm nay chúng tôi rất là bận và rất là mệt. Vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ thiết một bài thôi chứ không có thiết ba bài. Một lý do thứ hai nữa mà chúng tôi thiết một bài chứ không thiết ba bài, bởi vì đọc cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy cái bài 84, 85, 86, một bài do ngài Mahamokkhalana thuyết, một bài do ngài Mahajunda thuyết, và một bài nữa thì ngài Mahakasipa thuyết. Tuy cái cách thức trình bày có giống nhau, nhưng mà 10 cái ác pháp mà tỳ kheo chưa đoạn tận sẽ không có tăng trưởng nước mạnh trong giáo pháp, thì làm sao mà có thể tuyên bố chính trị của mình được. Thì 10 pháp đó mỗi một vị tôn giả thuyết khác nhau. Nếu phải thuyết hết cả ba bài thì chúng tôi sẽ giải thích tới 30 chi pháp. Cho nên ở đây xin thượng tọa với đẳng quan hỷ xem lại, và chúng tôi chỉ thuyết một bài thôi. Bữa nay nói về 10 pháp bất thiện, là có phẫn nộ, có hiềm hận, có dược pha, có não hại, có tật đố, có bổn sẻn, có lừa đảo, có mằn cá, có ác dục, có thất niệm. Thì 10 cái pháp này nếu như một vị tỳ kheo mà chưa đoạn tận được 10 cái pháp này thì xem như là vị đó chưa có trưởng thành, chưa có lớn mạnh trong pháp lực, nói gì là chứng đắc. Cho nên cái việc mà vị đó tuyên bố về chánh trí, tôi biết sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở lui trở thế này nữa, nói như vậy là nó sai, nói như vậy là khoe pháp vào công nhân mà mình không có chứng, không có đắc. Ngược lại, khi mà Đức Phật hay là những vị đệ tử của Đức Phật mà có tha tâm thông, thì các vị đó biết rõ vị tỳ kheo này đã đoạn tận 10 pháp
tức là đoạn tận được phẫn nộ, đoạn tận hiềm hận, đoạn tận dẹp pha, đoạn tận não hại, đoạn tận tật đố, đoạn tận bổn sẻn, đoạn tận lừa đảo, đoạn tận mang trá, đoạn tận ác dục, đoạn tận thất niệm, và đoạn tận cái sự dừng lại giữa chừng. Thì như vậy vị tỳ kheo đó, khi vị này tuyên bố được chánh trí thì được chấp nhận, được chấp nhận vị đó đã nói lên sự thật. Cho nên ở đây không phải mà chúng ta tùy tiện họ nói lên sự thành tựu của mình ở trong cái việc mà đắc chứng hay trong cái việc tạo về, khi mà chúng ta chưa có một cái dấu hiệu. Chúng ta ví dụ như một người con trai, con gái, họ tuyên bố với người khác là tôi có hiếu hạnh với cha mẹ. Lời nói đó có đúng sự thật hay không? Nếu như mà người ở lối sớm họ thường xuyên họ biết rõ người trai hay gái này thường to tiếng lớn tiếng cãi vã với cha mẹ, có đôi khi mắng giết cha mẹ, có đôi khi đánh đập cha mẹ, và có những thức ăn ngon thì giấu không có cho cha mẹ ăn. Một người hàng xóm mà biết rõ như vậy thì người này sẽ tuyên bố rằng là đứa con trai, đứa con gái đó không thật sự là người hiếu hạnh. Bởi vì không phải vì lời tuyên bố mà người đó trở thành tốt, nếu như mà những cái khuyết điểm, những ác pháp họ vẫn còn thì không thể nào gọi là tốt được. Ví dụ này như thế nào thì ở đây chúng ta cũng hiểu nội dung trong bài kinh là như vậy. Thực ra thì trong bài kinh này không có cái vấn đề gì khó khăn lắm. Ở đây khi mà chúng ta đọc cái đoạn đầu đó, là một vị tỳ kheo nói lên chánh trí, họ biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại, trở lui trạng thái này nữa. Thì đó là cái lời tuyên bố chánh trí rằng đã chứng quả là hán. Cái văn từ này, cái mạch văn này vẫn được nghe thấy ở trong các cái đoạn kinh khác, khi một vị tôn giả chứng quả A-la-hán
hay là những vị tôn giả sau khi nghe xong bài kinh mà Đức Phật thuyết, các vị đó đã đoạn trừ các loài hoặc chứng A-la-hán, thì vị đó biết rõ rằng sanh đã tận phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì cái câu nói đó là để tuyên trí dạy là tuyên bố về quả vị A-la-hán. Thực ra thì thời xưa, cái thời Đức Phật, cái thời kỳ mà chúng sanh ở trong quốc độ họ sống, họ có khuynh hướng về cái tư tưởng đạo giáo, những cái triết học tư, cho nên họ, khi họ trở thành những vị sa môn, những vị xuất gia, các vị đều chứng tỏ rằng mình là người tu hành đạt đến quả vị cao. Ngoại trừ những vị đệ tử của Đức Phật mà đắc đạo quả thật sự, thì các vị đã tuyên bố cái điều này, tuyên bố chính trí với cho Đức Phật nghe, thì cái điều đó đúng không sai. Nhưng mà đối với những vị tỳ kheo, vì do cái lòng tham vọng, mong muốn được lời đắc cung kính, mà tuyên bố những cái lời này, tuyên bố chính trí này không thật có, thì cái điều đó sẽ rơi vào cái tình trạng gọi là tà mạn. Và cái này đối với tỳ kheo tổ rất là nặng. Ngài Mahamoggallana ngài không có nói đến cái vấn đề đó, mà ngài chỉ muốn nhắc các vị tỳ kheo rằng là khi có một vị tỳ kheo đó và tuyên bố chánh trí như vậy, thì vị tỳ kheo đó cần phải biết rằng là hiện tại có Đức Phật, Đức Như Lai và có các vị đệ tử của Đức Phật và những bậc lậu tận, những bậc A-la-hán khác, các vị đó đều có thật thông. Cho nên các vị Đức Phật và các vị tôn giả đó sẽ biết rõ người này đã, người này còn phẫn nộ, còn hiềm hận, hay là đã đoạn trừ phẫn nộ, đoạn trừ hiềm hận, nói chung đoạn trừ được gì nào. Nhắc như vậy để các vị tỳ kheo luôn luôn phải biết cảnh tỉnh, tuyên bố chánh trí là một điều phạm tội rất nhẹ, rất nặng, mà rằng là lại vẫn còn có Đức Thế Tôn và chư vị tôn giả biết được tâm của mình, nên phải thận trọng. Cái đó là cái lời nhắc nhở của tôn giả Mahamoggallana đối với chư tỳ kheo.
Và đối với Ngài Mahamoggallana thì Ngài nói đến 10 cái bất thiện pháp mà vị tỳ kheo khi chưa độ tận thì vị đó nếu mà có đạt được thiện pháp gì đó, có thực hành thiện pháp gì đó thì cái đó chỉ là nhỏ thôi. Chứ đúng ra thì vị đó khi chưa đoạn tận được phiền não, 10 cái thứ phiền não này, 10 bất thiện pháp này, thì vị đó đã dừng lại nửa chừng cái con đường, tức là tổn giảm trong pháp và lực do như là thiết giả. Ngài Moggallana, Ngài trình bày về pháp này cũng để cảnh giác nhắc nhở cho chúng tỳ kheo. Nhưng ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là mỗi một vị tôn giả như Ngài Moggallana hay là Ngài Mahakunda hoặc là Ngài Mahakasapa, mỗi một vị đều có một cái hội chúng đệ tử riêng. Thời Đức Phật, mỗi vị trưởng lão có hội chúng đệ tử. Vì Đức Thế Tôn Ngài chỉ cho xuất gia buổi đầu đối với các vị y hi khứ khú, nhưng mà từ đó về sau đó, nếu vị nào đến xin xuất gia thì Đức Phật Ngài đều chỉ định trong chư tăng vị trưởng lão này sẽ là thầy Upachaya, thầy tế độ, vân vân. Cho nên ở đây hôm nay thì đọc bài kinh này chúng ta phải biết rằng Ngài Mahamoggallana đang dạy, đang nhắc nhở cho chúng đệ tử. Và khi mà các vị tôn giả đã giải thoát thì các vị đó đều có cái thức trình bày pháp có cái sự cấu trúc bố cục giống nhau, có cái nội dung của cái pháp mà các vị đã muốn trình bày thì khác nhau chỗ đó thôi. Như ở trong bài học này đó, thưa quý vị, đề cập đến những cái phiền não như là phẫn nộ, hiềm hận, dèm pha, não hại, tật đố, sân tham, lừa đảo, mai trá, ác dục, thất niệm. Ngài Mahamoggallana ở trong bài kinh tư thì Ngài thuyết cho chúng tỳ kheo nghe đề cập đến những cái pháp bất thiện cũng có cái tính cách như thế này. Cho nên khi mà chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta đọc qua cái nội dung chi pháp, chúng ta có thể đoán biết được là cái bài pháp này sẽ do vị tôn giả nào thuyết, bởi vì mỗi vị có cái phong cách riêng. Và cái chuyện đó thì ở đây thưa quý vị, chúng ta hãy để ngày mai ngày mốt khi mà chúng ta học các bài khác, chúng ta sẽ thấy cái nội dung của một vị thuyết có hôm nay trong cái bài kinh này thì chúng tôi cũng
Chúng tôi chỉ muốn nói rằng là khi mà chúng ta tu tập thì cái mục tiêu của phạm hạnh này, mục đích của phạm hạnh này là để đạt đến quả vô sanh, tức là quả niết bàn, quả vị a la hán, không còn sự tái sanh nữa. Nhưng mà đối với những vị mà họ có cái chí hướng để đạt đến mục đích của quả vị đó, nếu là một vị chân chánh thì các vị đó khi từng bước mà các vị đó đã đạt được những thiện pháp gì thì vị đó tự cảnh tỉnh và biết rõ mình đạt đến cái mức độ nào, trình độ nào, chớ không phải là tùy tiện tuyên bố. Còn những vị nào mà tùy tiện tuyên bố chánh trí mà trong khi nội tâm của vị đó vẫn còn cố quế, bởi thì trong trường hợp này nó rơi vào cái pháp dấu trá. Cho nên chúng ta cũng phải thận trọng khi chúng ta đạt đến một cái sự an vui ở trong thiện pháp, chúng ta cũng nên ghi nhận và biết rõ cái này chưa phải là rồi. Khi mà mình có thể đạt được những thiện pháp khác cao hơn chút, chúng ta không có thể tuyên bố nếu như chúng ta kiểm chứng lại phiền não trong nội tâm thì chúng ta sẽ biết. Mình kính thưa quý vị, khi nãy chúng tôi có trình bày với quý vị là vì nội dung ba bài kinh mà chi pháp mỗi vị tôn giả thuyết có khác nhau. Nhưng mà trong cái bài kinh 84 chúng tôi cũng không thấy có cái gì phải trình bày thêm nữa, bởi vì cái chuyện quá rõ ràng như vậy thôi. Còn cái thời gian cũng còn nhiều, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày nó liên hệ đến cái bài kinh 85 và 86 luôn. Như vậy để cho các Phật tử chúng ta hiểu được cái nội dung của ba bài kinh này. Trong cái bài kinh 85 đó, một thời tôn giả Mahajanaka trú ở giữa dân chúng Chê Ti tại Sa Chà Tí. Tại đấy tôn giả Mahajanaka bảo các tỳ kheo này: chư hiền tỳ kheo, thưa vâng hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Mahajanaka. Tôn giả nói như sau: tỳ kheo là khoe khoang, khoe trương
những chức đắc của mình, tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ thiền, tôi chứng nhập xuất ly nhị thiền, chứng nhập tam thiền, chứng nhập tư thiền, chứng nhập không vô vi xứ, tôi chứng nhập xuất ly vi xứ, chứng nhập vô sở xứ, chứng nhập phi tưởng vi tưởng xứ, diệt khỏi tưởng định. Thì Như Lai cái đề Như Lai mà sau bậc ca tức là em bậc ca la hán thỉnh văn, mặc dù chỉ sau bậc ca gì là đệ tử, nhưng thật ra cái nghĩa thật nó là chữ thỉnh văn. Và hãy sau bậc ca ở đây thì chúng ta phải biết đó, từ bậc khổng hồn cho đến bậc ca la hán. Như Lai và đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền, thiện xảo trong thiện chứng, thiện xảo trong tâm của người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, tức là đắc tha tâm thông, các vị có tha tâm thông. Khi đó Đức Phật và các vị tinh văn sẽ thẩm vấn gặn hỏi thảo luận. Vị tỳ kheo ấy khi bị Như Lai, đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền, thiện xảo trong thiện chứng, thiện xảo trong người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn gặn hỏi thảo luận, thì người ấy rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm của mình tác ý đến tâm của người ấy. Như sao? Như thế nào tôn giả này khoe trương những chứng đắc của mình? Tôi chứng nhập xuất ly sơ thiền, tôi chứng nhập xuất ly và khỏi tưởng định. Như Lai thì tưởng Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình biết rõ tâm nghĩ như sau. Đã lâu rồi tôn giả này có những hành động phá nát, có những hành động bị phụng, có những hành động chấm đen, có những hành động quấy nhiễm, có những hành động không phù hợp, có những tập quán không phù hợp, có những giới luật tập quán không phù hợp trong giới luật. Phá giới là tôn giả này, phá giới nghĩa là tổn giảm tôn pháp và luật giới như là thuyết giảng. Không có lòng tin từ tôn giả này, và không có lòng tin nghĩa là tổn giảm tôn pháp luật do như là thuyết giảng. Ít nghe pháp là tôn giả này, theo tà hạnh là tôn giả này, nghe ít là tôn giả này theo tà hạnh, học ít có nghĩa là tổn giảm trong pháp luật như là thuyết giảng. Khó giải là tôn giả này, và tánh khó giải là tổn giảm trong pháp luật này. Kết vạn với bạn ác là tôn giả này, và sự kết bạn với bạn ác
là tổng giảm trong pháp luật cho như là thiết giả nhát và tổng giảm này và tất biến nhát là tổng giảm trong pháp luật cho như là thiết giả thất niệm là tổng giảm này và tấm thất niệm là tổng giảm trong pháp luật do như là thuyết giả gian xảo là tôn giả này tính gian xảo là tổng giảm trong pháp luật khó nuôi là tôn giả này và tính khó nuôi là tổng giảm trong pháp luật này ác tuệ là tổng giảm này và tánh ác tuệ có nghĩa là tổng giảm trong pháp luật này ví như này chưa nhiều một người bạn nói với người bạn của mình là khi nào bạn cần đến tài sản hãy xin tôi tài sản và tôi sẽ cho bạn tài sản người bạn kia khi cần đến tài sản liền nói với người bạn như sau này bạn nay tôi cần đến tài sản hãy cho tôi tài sản vì trả lời như sau vị này bạn hãy đào ở đây vì cái đào lên và không tìm thấy được gì vị kia nói này bạn bạn đã nói láo với tôi này bạn và nói những lời trống rỗng với tôi hãy đào ở đây thì vị ấy nói này bạn tôi không nói láo với bạn tôi không nói giống như bạn này bạn hãy đào ở đây vị kia tại đấy đào lên không tìm thấy được gì vị kia nói này bạn bạn đang rơi vào đã nói láo với tôi này bạn bạn đã nói những lời trống không với tôi hãy đào ở đây vị nói này bạn tôi không có nói láo với bạn tôi không có nói dư là trống rỗng này bạn hãy đào ở đây vị kia tại đấy đào lên và không tìm được gì thì cái nói này bạn bạn đã nói láo với tôi bạn đã nói những lời trống rỗng tôi hãy đào ở đây vị kia nói này bạn tôi không nói láo với bạn tôi không nói nhiều lời trống rỗng nhưng bạn với bạn nhưng mà tôi biết tôi bị điên loạn tâm tôi bị đảo lộn cũng bị tỳ kheo là hạng khoe phong khoe khoang khoe trương những chứng đắc của mình tôi chứng nhập sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền thiền không vô vi xứ thiền vô sở xứ thiền thứ vô vi xứ thiền vô sở xứ thiền phi tưởng vi tưởng xứ hay là thiền diệt thọ tưởng định khi ấy Đức Như Lai và các vị kinh văn gặn hỏi thẩm vấn vẻ vẻ bị thẩm vấn như vậy thì rơi vào bối rối rơi vào bế tắc rơi vào bất hạnh rơi vào bế tắc và bất hạnh Như Lai hay đệ tử Như Lai những bậc hành thiền thiện xảo trong hành tướng tâm người khác với tâm tư của mình tác ý đến tâm của người khác rằng như thế nào tôn giả này khoe khoang khoe trương khoe khoang những chứng đắc của mình tôi chứng nhận sơ thiền vân vân
cái đoạn này là lặp lại, ngài lặp lại, ngài cho cái thí dụ rồi ngài kể lại như trên. Ở đây thưa quý vị, trong cái bài kinh tám mươi lăm này, ở cách trình bày thì cũng vậy, nhưng mà chỉ khác cái ác pháp mà vì đó sau khi bị trực chất vấn gạn hỏi thì điều gì đó không thể nói lên được. Nhưng mà những thứ phiền não đó thì nó khác hơn trong cái bài kinh 84 mà tôi dạ Maha Mokkalana thuyết. Đây chúng ta cũng nên biết rằng hệ mười của bất thiện pháp này mà một vị mà chưa có đoạn tận được thì bị đó khoe khăn thì đó là bị nói dối. Còn mười pháp này khi đã đoạn tận được rồi thì bị đó có tuyên bố tỉnh trí, trong trường hợp thì mình cũng là vô tội. Chỉ đơn giản là như vậy thôi thưa quý vị. Ở đây chúng ta nhớ khi mà phiền não mà có rồi thì tuyên bố chính thì cái đó mới là đúng sự thật. Còn khi phiền não mà chưa đoạn tận thì có tuyên bố thì đó chẳng qua chỉ là cái sự khoe khoang, cái sự khoác lác thôi. Ở trong cái thời đại kinh tế, trong một quốc độ người ta hay dùng đến cái khách rồi để buôn bán mặt hàng dân đắt bằng cách là quảng cáo. Nhưng mà sự thật thì trong cái sự quảng cáo đó nó không có đúng chất lượng mặt hàng mà người đó, mà cái công ty đó sản xuất. Còn nói chi là cái việc mà tu tập thì có những vị họ hay quảng cáo khoe khoang về mình nhưng mà không thật khó. Rồi bây giờ đến cái bài 86 thì bài này do tôn giả Ma Ha Mokkalana thuyết khi ở tại Rajagaha vườn xá Trúc Lâm. Tại đấy tôn giả Kassapa này gọi các thị kheo này chư hiền từ vân thời hiện giả, các kẻ các thị kheo ấy vân đáp Đức Thế Tôn hay vân đáp tôn giả Ma Ha Mokkalana. Tôn giả Ma Ha Mokkalana nói như sau: ở đây vị tỳ kheo nói lên chính trí rằng tôi đã
biết sanh đã tận phẩm hạnh đã thành, gánh nặng đã đặt xuống, không còn đỡ luôn trạng thái này nữa, thì Đức Như Lai hay lực thanh văn thì thử Như Lai là những vị hành thiền thiện xảo trong thiện chứng, thiện xảo trong người khác, các vị ấy liền thẩm vấn, gần hỏi như thuận thảo luận. Vì tỳ kheo kia khi bị thẩm vấn và hỏi như vậy, rơi vào bế tắc và bất hạnh. Ở đây đệ tử Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền, thiện xảo tu hành hướng tâm người khác, với tâm của mình tác ý đến tâm người khác, đến tâm người ấy nói như sao, như thế nào thì tôn giả này nói lên chánh trí. Tăng thượng mạng là tôn giả này xem tâm mạng, của mình thật chưa chứng đạt, tưởng là đã chứng đạt, chưa làm tưởng là đã làm, chưa đắc tưởng là đã đắc. Với tăng thượng mạng đã biết, đã tuyên bố chính trí, nói rằng tôi biết rõ sanh đã cận phạm anh đã thành, việc tôi làm không còn trở lưu trạng thế này nữa. Cái chữ tăng thượng mạng ở đây thưa quý vị, nó kia có nghĩa là cái sự ngộ nhận, ở thi mạng á, một vị tỳ kheo mặc dù vị đó không có cố ý khoe khoang tà mạng, nhưng mà vị này hiểu lầm những cái ứng phó được, hiểu lầm là đầu cho nên người mà khoe pháp và cao nhân nó có hai trường hợp, một là khoe pháp với icha và icha và là tức là ghe khó cái tham ham muốn xấu xa. Vị đã tuyên bố chánh trí, còn cái trường hợp thứ hai, vị đó không phải là muốn khoe pháp và công nhân, nhưng mà vị đó vì có sự ngộ nhận hiểu lầm. Nhưng mà trong trường hợp này đó, cho dù là chỉ là tăng thượng mạng dân đức tôn giả mà Hạ Cách Phá ngài cũng nói, khi Đức Phật và các vị thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật với tâm của mình biết được tâm gì đó, tham là tôn giả này sống nhiều với tâm bị tham chi phối, và tham chi phối thì có nghĩa là tôn giả trong pháp luật như là thuyết giảng.
Sơn là vị tôn giả này, Hôn Trầm Thủy Biên là tôn giả này, Trào Cử là tôn giả này, ở đây chứ. Ngày mai nó về lên á, ngày mai chúng ta sẽ có một trình bày người nói về những năm tiền cái, nhưng mà người nói thêm nữa là những cái pháp thấu thức cho vị tỳ kheo. Thí dụ như tiền cái trời đó là tham sân khung thủy trạo hối và quỳ nghi, thì còn cái pháp nữa là bị tôn giả này ưa thích công việc thích làm việc, làm việc như người cư sĩ vậy. Ơ thích nói chuyện là tôn giả này, ơ thích ngủ nghỉ là tôn giả này, ơ thích hội chúng là tôn giả này. Thất niệm là tôn giả này. Đối với các pháp thượng nhân chỉ được một phần nhỏ, dù chứng đắc thuộc, dù cho có chứng đắc được thì chỉ là phần nhỏ mà thôi, đứng lại giữa đường. Ở trong 10 pháp này, nếu vị tỳ kheo chưa có đoạn tận 10 pháp này thì không thể nào có cái sự kiện là vị đó trưởng thành lớn mạnh, lớn trọng trong pháp và luật. Ngược lại chứ hiền, một vị tỳ kheo đã đoạn tận 10 pháp này thì vị đó có thể tăng trưởng lớn mà lớn rộng trong pháp như là thuyết giảng. Thì cái bài thứ 8 thì cũng cách trình bày như vậy. Nhưng chỉ khác hơn là ở những 10 cái chi pháp sau mà các vị tôn giả đó, ba vị tôn giả đã dẫn chứng thì có khác nhau. Hôm nay chúng tôi thấm mệt từ công việc nhiều quá, không có nghỉ ngơi được gì, cho nên tối vừa rồi mà thuyết pháp quý vị nghe gần như là chúng tôi muốn hết sức cạn kiệt, cạn hơi sức. Nhưng mà nội dung của ba cái bài kinh được trình bày thì nó chỉ khác nhau ở đoạn sau thôi chứ không có gì. Còn cái đoạn đầu thì cũng giống khi một vị tỳ kheo mà tuyên bố về chánh trí hay tuyên bố những gì đặc chứng
thì cứ dựa vào trong 30 pháp này mà biết được thì nó thật hay nó dối, biết được. Thì đến đây chúng tôi sẽ xin kết thúc buổi giảng này. Và bây giờ thì qua đến phần điều học thảo luận. Xin con thỉnh Thượng tọa Nhất Đẳng nhất điều học và Đại Đức Pháp Tính như Đại Đức Người Thông Hoàng Hiểu giúp cho chút trả lời những cái câu thảo luận câu hỏi, rồi khi nào mà chúng tôi khỏe lại chút thì chúng tôi sẽ tiếp tục để tham dự cái phần thảo luận. Nam mô Bổn Thầy. Sao tôi khi tìm thì tôi sẽ tôi sư mệt rồi, để thỉnh thường tôi sư đi nghỉ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn tiếp theo, tại vì hôm nay không có đồng chí Tăng ở trong room đó, nên chúng tôi cũng sẽ có một vài câu thảo luận bàn bạc. Thì ở đây có để được Pháp Tính, để được Quyền Thông, thì chúng tôi post lên bốn câu này. Nếu mà câu số 1 thì sự có 4, nếu mà để được Pháp Tính, để được Quyền Thông thấy có câu nào mà các vị nào khoan hỷ trả lời thì xin cho biết một câu. Và hôm nay thì chúng ta có những câu thảo luận có sẵn để các vị lựa thôi. Các vị lựa, và khi mà các vị giảng xong thì xin được tiếp lời để trình bày. Ở đây chúng ta có bốn câu thảo luận post lên sẵn, không biết là Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không. Nếu Đại Đức Pháp Tính có mặt trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính quan hệ cho biết. Và Đại Đức Nguyên Thông, không biết Đại Đức Nguyên Thông nghĩ cho Đại Đức Nguyên Thông sẽ trả lời cho câu nào, xin Đại Đức Nguyên Thông quan hệ cho biết. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho một câu thảo luận. Có lẽ Đại Đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có thấy rằng có câu nào trong bốn câu đó mà Đại Đức Pháp Tính nghĩ rằng Đại Đức Pháp Tính có thể chia sẻ? Dạ, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật Gautama, đảnh lễ giáo pháp của Ngài. Con tôn cung kính đảnh lễ Sư Phụ Giác Đẳng, Sư Bá Tuệ Siêu, Sư Phụ Pháp Tính và Sư Phụ Thánh Minh Hạnh. Kính thưa Sư Phụ, con xin nhận câu thảo luận số 1 trước. Câu thảo luận số 1 hỏi rằng trí tuệ nhận hiểu qua pháp học, pháp hành và pháp thành khác nhau như thế nào? Kính thưa Sư Phụ, cái trí tuệ là cái sự hiểu biết sáng suốt của một người hành giả, đó là cái sự thấy biết như thật, như thấy biết chân thật, tức là cái chân lý tuyệt đối. Một người hành giả sau khi có niềm tin tỉnh tính nơi Tam Bảo, nơi Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và hành trì những pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, thì sau khi người đó đã chân thật hành trì đúng pháp và đúng như cái định lực mà theo những lời mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy, thì người hành giả đó nhất thiết là đạt được những cái trí tuệ đó. Cái trí tuệ đó bao gồm các pháp học, pháp hành và pháp thành.
thì cái trí tuệ đó là nghĩa là gì? Cái trí tuệ đó là sự thấy biết sáng suốt là trần gian này là khổ. Cái gì là khổ? Là tất cả những cái chân lý có trong tất cả những thế giới đều là vô thường ngũ và vô ngã. Tại sao vô thường khổ và vô ngã? Bởi vì cái bản chất của trần gian này là mọi vật vô thường, kể cả trái đất, kể cả mặt trời, kể cả nhà cửa, tất cả những sự vật mà chúng ta có thể thấy được, hiểu được, biết được, tất cả những cái đó không có cái nào đứng yên. Ngay cả cái hơi thở, ngay cả cái mạng sống của chúng ta, ngay cả thân xác của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, không có cái gì là nó đứng yên cả. Và vì vậy cho nên chúng ta sẽ hiểu biết tất cả những sự vật đó là vô thường, thì cái đó gọi là cái pháp học. Cái đó là những điều mà chúng ta nhờ Đức Phật giảng dạy, nhờ Đức Phật để lại những cái kinh sách mà cho những người không có duyên gặp Đức Phật, mà nhờ cái kinh sách mà của Đức Phật để lại mà đọc được, hiểu biết được như vậy, thì cái đó là cái pháp học. Còn pháp hành là gì? Cái pháp hành là người hành giả đó phải thực hiện hành trì cái pháp thiền định Samatha. Samatha là một cái pháp môn mà người hành giả đó tập trung tư tưởng vào một cái đối vật. Cái đối vật đó gọi là Kasina, tức là cái đề mục thiền. Cái đề mục thiền đó có thể là hơi thở của chúng ta, có thể là xanh trắng đỏ vàng, có thể là đất nước, gió lửa và 32 thể trược. Tức là 40 đề mục thiền đó là đề mục của Samatha, đầu gọi là đề mục thiền chỉ. Thì cái đó gọi là pháp hành. Và cái pháp hành đó nó gồm có cái thiền chỉ đó và thiền Vipassana, tức là thiền quán. Quán cái gì? Quán thân thọ tâm pháp. Để làm gì? Để thấy rằng thân thọ tâm pháp là không phải của ta, không phải tự ngã của ta và không phải là ta. Và thân thọ tâm pháp là nơi tập trung của những vật bất tịnh. 32 thể trược không có cái nào là tịnh cả, là nước tiểu, phẫn thì làm sao mà tịnh được. Và tất cả những cái điều đó đều là vô thường, đều là biến hoại. Mà chúng ta quán Vipassana để quán thân thọ tâm pháp 32 thể trược đó, để chúng ta nhàm chán, không cho rằng cái thân này là của ta. Dầu rằng chúng ta đã được Đức Phật Thích Ca giảng dạy thân không phải là của ta, mà mình lặp lại lời nói của Đức Phật như vậy, tức là mình không có là cái gì cả, mình chỉ là lặp lại thôi. Nhưng mà mình phải quán thấy rõ thật sự như vậy, để sống với cái chân lý mà Đức Phật giảng dạy cho chúng ta, quán cái thân thọ tâm pháp. Và cái thân thọ tâm pháp này, trong cái tâm của chúng ta đó, thì trong cái thân này đó, nó chứa đựng những cái tư tưởng, những cái mà tôi gọi là cái những cái điều mà bài học hôm nay mà chúng ta nói đó, tức là cái sự mà phẫn nộ, sự hiềm hận, sự gièm pha, sự não hại, tật đố sang tham, lừa dối, mang trá và ác dục ở đây đó, là gồm có cái ái dục, là cái sự dâm dục, tình yêu đồ đó, và những cái tham lam mà làm hại hại người khác. Rồi nói chung là ái dục và thất niệm, là cái 10 cái pháp mà ác pháp này đó. Thì tất cả những cái đó nó nằm trong cái thân thể này. Và vì vậy người hành giả đó hiểu biết điều này và từ bỏ thân thể này không phải là của mình, và từ bỏ cái diệt trừ được cái 10 cái ác pháp này, thì như là sư bá vừa giảng giải vừa rồi đó, thì là người hành giả nó mới có thể là nói rằng chúng ta đã là sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành. Tại sao sanh đã tận? Tại vì người đó hiểu biết không có còn tham lam, không có hành động với cái tâm tham sân si nữa. Mà vì người hành giả đã hiểu biết như vậy, mà có cái tâm từ bi mà để giảng nói cho những người khác đó, thì người đó sử dụng cái gọi là kriya chức tá, là cái tâm duy tác. Và vì vậy cho nên sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn tái sanh nữa. Còn người mà không có hiểu được cái phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, tật đố sang tham, lừa đảo, mang trá, ác dục và thất niệm, những người đó không hiểu cái điều đó mà lại là dướng mắt những cái điều đó, và do cái tâm tham, tâm cái sân và tâm si, vì không hiểu biết như vậy cho nên là mà tham lam, cho nên nói lên như vậy, tức là cái gọi là tăng thượng mạng, hoặc là không hiểu mà nói,
thì dù cái gì đó nữa thì cái đó cũng là tăng thượng mạng. Và cái tất cả cái đó là cái mà ta gọi là pháp học. Pháp học là lắng nghe kinh, lắng nghe pháp ở trong rung, thí dụ như chư Phật tử và tỳ kheo vào đây để lắng nghe, hay là đọc kinh sách để lại, thì cái đó gọi là pháp học. Pháp hành là thực hành theo những điều mà Đức Phật đã dạy, là phải từ bỏ xả ly. Cho nên Đức Phật đã giảng dạy là trong tấm thân một trượng này các pháp sanh khởi, là tại vì mình chấp quá cho nên sanh khởi, thế gian sanh khởi. Và Đức Phật giảng dạy rằng cũng trong cái tấm thân một trượng này mà thế giới đoạn diệt. Là vì sao đoạn diệt? Là vì chúng ta biết rằng tất cả những điều đó mà chúng ta vướng vào là chúng ta bị sanh tử luân hồi. Vì chúng ta không vướng, chỉ sử dụng với cái tâm duy tác là hành động vì là sự sống cho nên phải ăn. Chứ mà trong khi ăn đó thì không có tham đó. Thì những người mà hiểu biết như vậy đó, thì cái đó là cái pháp hành của người ta. Và pháp thành tức là không có vướng mắc, tức là đi vào thế gian mà không vướng bận, không vướng bận bởi tham sân si, nhưng mà vẫn sống trong trần gian này. Khi mà cái thọ mạng chúng ta còn thì chúng ta vẫn sống. Và hiểu được cái trí tuệ của người hành giả ở trong pháp học, pháp hành và pháp thành. Kính thưa sư phụ, con gì trình bày đó là cái câu thỏa luận số 1 với cái sự hiểu biết thô thiển của con. Nếu như có điều gì con nói chưa hết, kính xin sư phụ từ bi chỉ dạy để con học thêm. Và nhờ đó tất cả đạo tràng ở trong tất cả chư Phật tử trong đạo tràng này sẽ được hưởng thêm trí tuệ của sư phụ, để mà cái sự hiểu biết của tất cả chúng con được nâng lên theo cái sự hướng dẫn của sư phụ. Do đó con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa được đầy đủ. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Thưa sư phụ. Sao thủ cái trường Đại Đức Quyền Thông. Thưa quý vị, chúng tôi cũng tư liệu cầu của Đại Đức Quyền Thông xin chia sẻ thêm một vài điều. Là thật ra thì hiện nay, ngay cả tại các quốc gia Phật giáo đó, thường có hai cái khuynh hướng. Mà cái khuynh hướng này nó tạo nên một cái khoảng cách rất là lớn. Đó là những vị chú trọng về học kinh điển một cách có trường lớp, tức là qua các Phật học viện đó. Thì những vị này thường là những vị có nhiều cái để nắm rất vững về lý thuyết. Thì chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng, cho dù cá nhân có giỏi đến đâu đi nữa thì cũng cần cái sự đào tạo của trường lớp. Một cái xứ mà may mắn nhiều đó là xứ Miến Điện, thì đa số các ngài thiền sư như ngài Ma Si hay là ngài Tăng Vô Lu vân vân thì đều là những vị được xem là bậc thầy ở trong pháp học. Tức là khi mà ra trường được đi hành đồng đà, hay là vì đã được đào tạo trong cái môi trường học tâm tạng. Do đó cái học tâm tạng thì cho chúng ta cái lý thuyết tổng quát, và dĩ nhiên là Đức Phật ngài dạy cho chúng ta rất là nhiều, có nhiều điều mà không thể nào mà mình học được qua cái kinh nghiệm bản thân hết. Và kinh nghiệm bản thân của chúng ta là lấy từ cái kiến thức tổng quát, nhưng mà cái kiến thức tổng quát đến từ trường lớp, từ tam tạng kinh điển, tức là có đào tạo đàng hoàng. Một vị mà có cái kinh nghiệm về pháp hành đó, thì vị này lại có nhiều cái kinh nghiệm đối với đời sống thực tế. Lấy ví dụ như là một người học rất là nhiều bài kinh nói về tiếng niệm xứ, thì vị này hiểu về tiếng niệm xứ có căn bản lý thuyết, nhưng mà cái căn bản về thực hành nó lại khác, khi nên áp dụng ở ngoài nó khác. Ở tại Việt Nam chúng ta về khoa học vật lý chúng ta hiểu cũng cao lắm, nhưng mà cái hiểu cao đó nó chưa đủ để chúng ta đóng những con tàu chiến lớn, nó chưa đủ để chúng ta chế bom nguyên tử, nó chưa đủ để chúng ta có thể chế những cái điện thoại cầm tay. Nói tóm lại là chúng ta nặng về lý thuyết hơn là thực hành. Cái người mà nắm về thực hành đó thì tức là chúng ta nói về
học về lý thuyết giống như học về khoa học, và học về thực hành giống như học về kỹ thuật kiểu đó. Thì cái việc học về kỹ thuật ấy, nó phải được đem ứng dụng riêng. Ứng dụng riêng, ví dụ như mình nói rằng ở trong lý thuyết mình dạy rằng hôn trầm thủy miên là do được đối trừ trị bởi tứ. Tứ tức là sự bám sát với địa mục. Nhưng mà mình học trên lý thuyết biết như vậy, nhưng mà làm sao ở trong nếu áp dụng trong đời sống hiện tại, đó là cả một vấn đề. Cả vấn đề lớn. Điều đó đó tại sao chúng ta cần các thiền sư, những vị đã trải qua những cái khó khăn đó, những vị đó họ chỉ cho chúng ta rõ ràng hết. Và hôm nay trong ba bài kinh này thì Đức Phật đều đề cập đến, không phải Đức Phật mà các đệ tử Phật, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ma Chun Đa và ngài Ca Diếp Ma Ca Kasma đều nói đến là cái sự khác biệt giữa một vị có pháp thành và so với những vị vị có kiến thức về pháp học đó, là một bên có phiền não và một bên không có phiền não. Có thể là chúng ta rất giỏi về lý thuyết nhưng mà tham vẫn còn đó, sân vẫn còn đó, si vẫn còn đó. Có vị rất là giỏi về pháp hành nhưng mà cái pháp thành chưa có thì vẫn còn phiền não. Chúng ta gặp nhiều vị lắm chứ không phải một vị. Rất cái chuyện mà chứng đắc đã đoạn tận tuyệt nó là một cái công đoạn khác, còn cái kinh nghiệm mà trải qua nó là một công đoạn khác. Chúng tôi lấy ba cái thí dụ là một người đào tạo ở trong trường thì họ có kiến thức rất là tốt nhưng mà họ không có cái kinh nghiệm thực tế. Cái ưu điểm của người này đó là cái kiến thức tổng quát, mà cái nhược điểm của người này đó là không có kinh nghiệm thực tế. Vì mà quá chú về kinh nghiệm thực tế đó, đôi khi họ lại không có giỏi về lý thuyết, họ phải nhờ đến những chuyên gia. Và cái pháp thành nó giống như một người họ đã đạt đến chỗ giàu có rồi, họ đã đạt giàu có thực sự, họ mới có sử dụng đồng tiền, thì họ không còn bị cái nghèo ám ảnh như là người đang học hay là đang làm việc làm nữa. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một người đã chứng đắc rồi, họ đoạn tận phiền não. Nhưng mà có nhiều người họ chứng đắc rất nhanh, họ không có kinh nghiệm về pháp hành và họ rất là khó hướng dẫn cho người khác. Có những vị họ có học, ý họ có hành, nhưng họ thiếu về học đó, là họ có niềm tin và họ có cái sở đắc của họ, nhưng mà họ có cái kinh nghiệm, nhưng mà họ là thiếu về lý thuyết. Đây là trường hợp của nhiều vị thiền sư ở Thái Lan. Có rất nhiều vị thiền sư Thái Lan dựa trên kinh nghiệm bản thân mà không được đào tạo trường lớp. Thành ra các vị, khi mà các vị giảng đó, thì thí dụ chữ Pháp Quan Gác, mình chỉ là hộ kiếp các vị giảng một cách khác. Chữ Pháp Quan Gác các vị giảng một cách khác. Thì về điểm này phải nói rằng cái sự hiểu về vô thường cả bác nó đều khác nhau hết. Nhưng mà cái nhấn mạnh của bài kinh ngày hôm nay là vị có cái tuệ giác về pháp hành đó, thì vị đã khác hẳn với vị pháp học, đó là vị đã đoạn tận được phiền não. Mặc dù mình nói rất nhiều về pháp vô thường, về phân tích vô thường rất là ly chi, nhưng mà mình vẫn còn phiền não và phiền não thấy rõ thì mình phải biết như vậy. Bây giờ thì chúng ta bước qua một cái câu thảo luận khác. Xin hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Tính có mặt ở trong room và có đóng góp được học giáo. Đại đức Tính có cái có thể là giúp lúc ý kiến trả lời là khái niệm về Phật tánh Bodhicitta được hiểu trong kinh điển Pali như thế nào ở cái tỉnh đại đức Pháp Tính. Nam mô Buddhaya. Con xin đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Qua cái câu hỏi của thượng tọa vừa nãy thì cái khái niệm về Bodhicitta
Nếu mình nói về cái bồ thí chí tá này thì có lẽ rất là nhiều, rất là cái tâm giác bồ thí là giác, giác ngộ, rồi chí tá nghĩa là tâm, hoặc là có cái tánh, có nghĩa là cái sự nhanh đó, là cái sự mà mình cũng như là giống như là mình hiểu biết nhanh. Nhưng mà thường thường đó, khi mà nói về Phật tánh, khi mà nói về Phật tánh đó, thì người ta cứ cho rằng là trong cái con người của chúng ta đó, có cái tâm Phật. Thường thường đó, thì chúng tôi nghe những vị mà ở ngoài Phật giáo Nguyên Thủy giảng chúng ta là như thế nào, chúng ta là có cái tâm Phật, có sẵn cái tâm Phật rồi, nhưng mà do đời sống nó bị chi phối, thành ra ảnh hưởng tham sân si, thì giống như là cái kiến lâu ngày nó bị đóng bụi, rồi mình phải lau chùi một hồi lâu thì nó sẽ sáng trở lại, có nghĩa là mình trở lại cái tâm Phật. Thì thật sự ra đó, khi mà nói trình bày như vậy đó, thì mọi người người ta nghe người ta rất là mừng, thì người ta nghĩ rằng mình đúng rồi, trong con người của chúng ta đó, ai cũng có sẵn một cái tâm Phật ở trong đó đó, đó. Nhưng mà thật sự ra đó là không phải, vì không phải là như vậy. Chúng ta mà muốn có một cái tâm Phật, một cái tâm mà bồ thí chí tá này, cái sự giác ngộ á, là chúng ta phải tu rất là nhiều, chúng ta phải tu tập rất nhiều, chúng ta chẳng những bố thí trì giới rồi xuất ly rồi tu hạnh trí tuệ tinh tấn vân vân, chúng ta phải có sự tu tập rất là nhiều, chúng ta mới đạt đến cái tâm Phật, có nghĩa là chúng ta mới đạt đến cái sự giác ngộ, đạt đến cái sự giác ngộ, chứ không phải mới sanh ra là đã có cái Phật tánh rồi, không phải là như vậy. Thành ra đó, cái bồ thí chí tá này có thể có nghĩa là có cái trường hợp, ví dụ như chúng ta thuộc về cái tánh giác, người ta tánh tầm mà mình tánh giác, hoặc là ví dụ như có những người người ta nặng về cái tham, hoặc là nặng về sân, nặng về si, nhưng mà mình là cái người mà thiên hoặc là nặng về cái tánh giác, thì nếu mà mình chỉ những người mà người ta có những cái duyên lành này, thì khi mà chúng ta chịu tu tập thì nó sẽ mau, nó mau chóng hơn, nó mau chóng hơn những người mà nặng về tánh sân hoặc là nặng về tánh tham đó. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái chỗ mà giác là nó như vậy, chứ không phải là chúng ta có sẵn một cái Phật tánh ở trong người, trong người của chúng ta có Phật tánh, cái điều đó nó không phải. Vì ví dụ như có những vị cũng rất là lỗi lạc, nhưng mà cũng bị nhầm lẫn cái chỗ này. Ví dụ ta thấy rằng đối với cái tâm của chúng ta cũng vậy, khi mà những cái dòng tâm, mà nó sanh khởi, những cái lộ trình tâm, ví dụ như là tiếp thu quan sát đồ này kia, những cái lộ trình tâm khi mà nó sanh khởi, thì coi như là cái lúc đó là nó chưa tới trước những cái phần động lực, trước những cái phần mà những cái sát na động lực nó sanh lên, thì cái phần đó gọi là tinh anh, trong sáng trong suốt. Rồi khi mà đến cái phần mà những cái sát na động lực mà nó sanh lên đó, thì lúc đó là ví dụ như động lực bất thiện sanh lên, thì lúc đó gọi là bị ô nhiễm từ bên ngoài vào. Ví dụ như còn đối với cận hành thượng thứ rồi đó, những cái lúc đó là coi như là những cái sát na này nó mới sanh lên, thành ra gọi là nó được tinh anh, nó được trong sáng, nhưng mà do bị ảnh hưởng ở bên ngoài,
Là có nghĩa là lúc bấy giờ những cái sát na động lực bất thiện nó sanh lên, thì như vậy gọi là bị ô nhiễm từ ở bên ngoài, từ ở bên ngoài vào. Thành ra đó, đối với cái điều này có nhiều khi là do người ta đem chỗ này qua chỗ kia, thành ra rồi rất cuộc rồi mình cũng bị lẫn lộn, từ bên này dưới bên kia chúng ta bị lẫn lộn. Thành ra ở trong cái cụm từ Bali này, Phật tánh Bồ Thí Chít Tá, thì cái tâm giác, cái tâm giác ngộ, hoặc là cái tâm giác hoặc là cái tánh giác, thì nếu mà mình nói về cái tâm giác thì có nghĩa là ví dụ như người ta này, người ta ngồi ở ngoài quán, người ta có thể là người ta uống bia hoặc là người ta có cái sự vui chơi gì đó, còn bây giờ thì mình ngồi mình hành thiền hoặc là mình tu tập, thì mình có cái tâm giác ngộ hơn cái chúng sanh đó. Cũng giống như là Bồ Thí Sắc Tá gì là một hữu tình giác, một cái chúng sanh giác ngộ, thì không phải là một cái sự mà hoàn toàn đoạn tận tham sân si, mà đối với vị Bồ Tát Bồ Thí Sắc Tá là cái chúng sanh mà giác hơn là cái chúng sanh mà đang còn mãi mê trong dục lạc, trong dục lạc. Thành ra đó, cái vị Bồ Tát là cái vị mà thay vì người ta hưởng dục lạc, còn cái vị này có cái sự giác ngộ hơn, thành ra lo tu tập. Còn khi nào mà đoạn trừ tham sân si thì lúc bấy giờ không phải là Bồ Thí Sắc Tá nữa, không phải là Bồ Tát nữa, mà là A-la-hán, là một vị A-la-hán, là một vị thánh A-la-hán đó. Thành ra có nhiều người ta bị cái sự lầm tưởng, người ta tưởng là Bồ Thí Sắc Tá rồi dịch ra là Bồ Tát, Bồ Tát là cao hơn một vị A-la-hán, chứ thật sự ra không phải. Bồ Tát là một cái chúng sanh giác ngộ hơn chúng sanh vô văn và phu, giác ngộ hơn. Rồi nếu mà Bồ Tát mà trở thành một cái bậc mà đoạn tận tham sân si thì lúc bấy giờ sẽ trở thành A-la-hán, A-la-hán. Còn trở lại với cái Bồ Thí Chí Tá thì chúng ta có một cái tâm giác ngộ hơn, thay vì giờ này chúng ta lo hưởng những cái dục lạc, những cái công đức dục lạc chúng ta có, nhưng mà bây giờ thì chúng ta có cái tâm giác ngộ hơn là chúng ta tu tập hoặc là chúng ta nghe pháp vân vân, chứ không phải là lúc này là cái tâm của chúng ta có sẵn cái tâm Phật ở trong người rồi, thì cái điều này thì không phải là như vậy. Thì theo cái ý của con hiểu cái cụm từ Bồ Thí Chí Tá là như vậy. Con xin được đóng góp như vậy. Nếu mà có gì cần mở rộng thêm thì con thỉnh thượng tọa Quan Hỷ mở rộng tiếp. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa. Thưa Phật tử, sao thưa cái chừng Đại Đức Phật Thích, bởi vì chư tăng không có đông ở trong chư vị giảng sư không có vào nhiều hôm nay, do đó chúng tôi xin có thêm góp một vài ý kiến về những này nó liên quan đến cái chúng ta gọi là cái sự những cái ngã rẽ ở trong dòng lịch sử của đạo Phật. Thứ nhất là chúng ta có hai cái quan điểm mà tương đối rất khác biệt với nhau rất là lớn, và vì cái quan điểm này đó mà nó tạo nên sự phân hóa của nhiều tông phái. Thứ nhất đó là quan điểm truyền thống ở trong kinh tạng Pali đó, sự tu tập đó, có nghĩa là sự khuôn tu. Khuôn tu tức là chúng ta bồi đắp ba la mật hạnh, tạo được cái căn, cái duyên cho đủ vững, đủ mạnh, và cuối cùng thì cái đạt đến cái cao điểm khuôn tu đó là thành tựu chánh trí giải thoát giác ngộ như là Đức Phật và các thánh đệ tử. Nhưng mà lại có một quan niệm khác, và quan điểm này thì rất là phổ cập ở trong Phật giáo Đại Thừa, và đặc biệt là ở trong Thiền Tông khi mà nói đến đốn ngộ.
quan điểm này rằng nói rằng Phật tánh vốn có sẵn, tức là sự giác ngộ là vốn có sẵn, cái Phật tánh vốn có sẵn, cái Phật tánh nó gọi là Bodhicitta. Và thường thường những cái vị mà học Phật giáo đại thừa đó, mà gọi là thấm mùi tương cao đó, khi mà qua Phật giáo Nam Tông, các vị nói một vài câu là có thể hiểu được là vì đó còn nặng cái chất của đại thừa. Và cái quan niệm mà về Phật tánh vốn có sẵn và chỉ cần hiển lộ đó là giác ngộ đó, là cái quan niệm rất là đại thừa. Thì cái quan niệm này nó tạo ra một cái cơ sở lý luận gọi là cái bình đẳng tính. Dạ, yeah, bình đẳng tính. Chúng tôi nhớ rằng có một lần chúng tôi đến Hàng Sư Tự ở Tô Châu đó, gặp một vị hòa thượng. Và vị hòa thượng đó hỏi chúng tôi là pháp danh là gì. Vị đó nói rằng chúng tôi nói là giác đẳng, thì vị đó mới viết cho chúng tôi một cái bức đại tự gọi là Như Phật Bình Đẳng, là cùng với Phật bình đẳng. Thì thưa quý vị, khi mà nói giác đẳng và là bình đẳng với Phật á, thì nghe là một lời rất là mạo phạm, rất là mạo phạm. Nhưng mà cái quan niệm mà có tất cả tuyệt đối ở trong Phật giáo đại thừa đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, kể cả con chó cũng có Phật tánh. Và do vì tất cả chúng sanh ở một phương diện nào đó thì hoàn toàn là bình đẳng. Thì ở đây đó, lý do mà các nhà Phật giáo đại thừa lập luận mạnh mẽ như vậy đó, thì quan niệm là Phật tánh là một cái gì vốn sẵn có và hằng có. Vốn sẵn có và hằng hữu đó, ở đây đó, thì nó dựa lên trên bốn cái khía cạnh, là cái khởi thủy, cái khởi thủy của chúng sanh theo quan niệm Phật giáo đại thừa đó, phần lớn đó là thanh tịnh, quan tịnh. Và cái đời sống tu đó được xem là một hành trình trở về với chính mình, trở về với tự tánh, gọi là thấy được bản lai diện mục. Bản lai diện mục, thấy được cái đầu, tới ban đầu. Thì về điểm này thì Phật giáo thì chúng ta Pali á không có nói đến cái điểm đầu tiên, chúng ta Pali đó là tiền tiền vô thủy. Hai cái này khác nhau lắm thưa quý vị. Phật giáo Nam Tông không nói rằng có một sự khởi đầu, và sự khởi đầu đó là thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà theo cái quan niệm về Bodhicitta đó, đó là cái khởi đầu đó là thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà khi mà được hỏi rằng nếu đã thanh tịnh trong sáng thì tại sao lại đi vào trần gian và lăn lộn và bị vọng thức che đậy, thì các vị giải thích không được. Hay là đặt lại vấn đề là nếu sau khi mình giác ngộ rồi cái phần tánh mình nó trong sáng, rồi liệu nó còn thối thích, nó còn trở lại không, thì các vị cũng không trả lời được. Nếu từ vô thủy đó đã một lần bị thối thích, thì liệu trong tương lai nó còn, khi mình đắc quả đạo chứng quả, có còn thối thích nữa hay không, thì cái chuyện này các nhà Phật giáo đại thừa không có giải thích được. Do đó Phật giáo đại thừa có một cái quan niệm là từ vô thủy thì cái Phật tánh vốn trong sáng, tức là đã thành tựu rồi. Và cái cuộc tu của chúng ta là một sự trở về, gọi là bản lai diện mục, và bản lai diện mục về được thấy cái tự tánh chân như của mình. Thì thứ thì đó là điểm đầu tiên, là nói về cái sự vô thủy là trong sáng. Thì bên Phật giáo Nam Tông thì Đức Phật nói rằng không thể nói đến cái khởi điểm, không thể nói vô thủy, là tâm tạng Pali nói như vậy. Bước thứ hai là Phật giáo đại thừa đó thì đề cập đến cuộc tu đó, là một cái chuyện mà gọi là làm hiển cái chân tâm, là Phật tánh của mình. Chỉ chân tâm cũng là chỉ dịch cho Bodhicitta, Phật tánh cũng là Bodhicitta, là hiển lộ, tức là được viên ngọc nó có sẵn rồi, nhưng mà đóng bụi là mình lau bụi rồi cái viên ngọc hiển lộ ra. Thì về điều này đó, điều này và cái khởi thủy thanh tịnh đó, thì thật sự chúng tôi xin thưa rằng đó là cái quan điểm về đại ngã của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo quan điểm rằng chúng ta bắt đầu từ một đại ngã. Đại ngã đó là sáng suốt, là thuần tịnh. Và khi mà chúng ta là những cái linh căn tách rời khỏi đại ngã đó, luân hồi sanh tử, rồi bị những cái vọng thức bao che, thì thật ra cái quan điểm Phật giáo đại thừa về Phật tánh đó, nó là một quan điểm khác của đại ngã. Đại ngã tức là tiểu ngã tách rời khỏi đại ngã,
và đây chúng ta sẽ trở về với đại ngã. Thì nếu một cái người mà thật sự học Phật, nghĩa là có kiến thức Phật giáo Tam Tạng Pali đó, thì không có nhìn thấy rằng ở trong cái dòng tâm thức, cái tiến trình tâm đó, có cái gọi là một cái chân ngã hằng hữu. Chân ngã hằng hữu mà bị vọng thức bao che, cái chân ngã nó không có trong Tam Tạng Pali, đặc biệt trong A Tỳ Đàm. Nói như vậy là trong Tam Tạng Pali đề cập đến một cái sự tồn tại tiếp tối của sanh diệt, hết cái này sanh, cái kia diệt, diệt kia sanh, chứ không có một cái hằng, không có một cái thường hằng được bao che bởi vọng thức. Thật ra điều này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là khi mà mình nói một cái chân ngã hằng hữu đó, thì cái chân ngã đó nó luôn luôn có, nó luôn luôn có, và cái vấn đề là mình thấy được hay không thấy thôi. Nó luôn luôn có. Ở đây trong Tam Tạng Pali thì đề cập rằng vấn đề nó không phải là chúng ta có ngã hay không có ngã, mà Tam Tạng Pali nói rằng thọ tưởng hành thức đều không thể tìm thấy cái gì là cái ngã hết. Nhưng mà cái chuyện mà mình tu tập là gì? Là thành tựu, để thành tựu chánh trí, để giác ngộ sự thật, chứ không phải là tu tập để hiển lộ cái chân ngã của mình. Thì rồi chúng tôi đi sang bên Cali, Phật Đản có một vị hòa thượng nhấn mạnh về điều, sau đó hòa thượng cũng nói với chúng tôi là hòa thượng rất là tâm đắc về cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nó không phải là Đức Phật tự cao và nó chỉ có mình là nhất thôi, mà ngài nói chỉ có cái ngã đó mới là cái duy nhất. Phật giáo đại thừa ở một phương diện nào đó trong luận đại trí độ hay bát nhã thì nói về tánh không, nhưng mặt nào đó thì Phật giáo đại thừa lại cũng mang cái khái niệm về đại ngã, về tự ngã, về chân ngã, về cái sự hằng hữu của ngã đó, đặc biệt là qua cái quan điểm về bodhicitta và bodhicitta Phật tánh. Chúng tôi nhớ biết rằng ngày hôm nay ở tại Hoa Kỳ có rất là nhiều người Mỹ học Phật, họ cũng gọi là bỡn cợt, hay là họ cũng vật lộn với cái khái niệm bodhicitta mà do các nhà sáng giảng. Nhưng mà chúng tôi xin thưa rằng cái quan điểm về bodhicitta Phật giáo đại thừa là hoàn toàn giống với cái quan điểm về một cái chân ngã hằng hữu của Bà La Môn giáo. Nó hoàn toàn hằng hữu. Đối với Phật pháp thì nói như vậy là dù hiện tượng tâm lý hay sinh lý hay tâm lý là một cái diễn trình tại của nhiều sát na tiếp nối sanh diệt, chứ không có cái nào gọi là hằng hữu hết. Và rồi cái sự tu tập không phải trong Phật giáo Nguyên Thủy không phải là để hiển lộ chân ngã hay là trở về với bản lai diện mục, mà sự tu tập ở trong Phật giáo ở kinh Tạng Pali đó là cái trí tuệ thấy rõ như thật, các pháp như thế nào mình nhận nó như vậy. Khi mình là nhận nó như vậy đó, thì nó không thể bị chi phối bởi cái quan niệm về ngã. Chúng tôi nói quan niệm về ngã, ngã trong đạo Phật là như vậy, là ví dụ như cái gì đó mà mình thấy nó thuộc về của mình, nó liên hệ đến mình, nó vẫn đẹp, nó vẫn nhất. Mình xây chùa mình cũng nhất, tượng Phật của mình, tượng Phật cũng nhất, nhà của mình, nhà cũng nhất. Thì nó quan niệm tới ý niệm là của tôi, là tự ngã của tôi. Ta là của ta, tự ngã của ta. Nên cái giáo lý mà căn bản của Tam Tạng Pali đó không phải là mình có ngã hay không có ngã, hữu ngã hay vô ngã, mà vấn đề tiên khởi là sự thật như thế nào chấp nhận như vậy, gọi là yatha bhuta, là trí tuệ chấp nhận sự thật. Đúng là sự thật. Cái việc đó là việc đầu tiên, không phải là mình nghĩ là nó phải như thế này hay nó phải như thế khác. Nó vô thường biết nó vô thường, nó bất toàn biết nó bất toàn, mình không có chủ quyền, mình biết không chủ quyền. Ví dụ như là cái thân của mình, cái tâm của mình bây giờ mình đòi hỏi nó như thế này, mình nói rằng cái thân mình đừng có bệnh, đừng có già, nhưng mà nó bệnh, nó già, nó chết, thì như vậy cái thân không phải là của mình, không được gọi là của mình. Cái tâm của mình, mình muốn nó vui hoài, nó không vui hoài, muốn nó tốt hoài, nó không tốt hoài, muốn nó nhớ hoài, nó không nhớ hoài, muốn nó chỉ biết cái đẹp mà nó lại biết cái xấu, thì như vậy đó, thọ tưởng hành thức nó không thể gọi là của ta được. Nếu nó là của ta thì nó phải như thế này được thế kia. Và
cái bước đầu tiên là mình phải chấp nhận đó. À, chấp nhận nó như thế nào, chấp nhận như vậy, không có nắng thêm chân, không có tô hồng chút lục. Và bây giờ một vấn đề thứ ba đó là Phật quả hay là giác ngộ không phải là cái gì có sẵn. Theo cái quan niệm về Phật tánh đó, là cái tánh giác đó, hay là cái chân tâm đó, là cái gì vốn có sẵn, bây giờ bị làm hiển lộ. Còn trong Phật tạng, tâm tạng Bali nói nó không phải là vốn có sẵn. À, nó phải bố sẵn. Khi mà phiền não đoạn á, thì cái đó mới thành tựu. Và sự thành tựu chánh trí, giác ngộ đó thì đoạn thành kiết sự, là giải thoát. Và vì vậy Phật giáo ở trong tâm tạng Bali không đề cập đến một cái chân ngã tiềm tàng, mà đề cập đến một cái tiềm lực. Cái tiềm lực tức là tiềm lực ở đây là có ba thứ tiềm lực. Một á, là do cái thói quen tốt, thói quen như là thân cận với bạn lành, hay là thói quen làm điều thiện, cái thói quen tốt. Và cái thứ hai đó là do cái phước ba la mật. Phước thì có hai thứ là phước vô lậu hay là phước hữu lậu, nhưng mà ở đây chúng ta đặc biệt nói về phước vô lậu đó, là cái phước mà mình tạo ra để thành được chánh trí, để dẫn đến sự giác ngộ giải thoát. Và điều thứ ba mà chúng ta nói đến là chúng ta nói đến cái tiềm lực. Chứ tiềm lực đúng hơn là cái chân tâm Phật tánh ở trong tâm tạng. Chứ tiềm lực ở đây tức là nói rằng mỗi người đều có cái tiềm lực, mỗi người đều có cái tiềm lực để thành Phật, không ai từ chối cái tiềm lực đó hết. Nhưng mà vận dụng được tiềm lực đó hay không, phát huy được tiềm lực đó hay không, đó là một chuyện khác. Mình có tiềm lực đó, nhưng mà không phải là nói tiềm lực có sẵn. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy là một vị thầy giáo thì nói rằng các em đều có khả năng để học, để đỗ đạt hết. Nhưng mà cái chuyện mà các em có vận dụng được thì không làm chuyện khác nữa. Thì Đức Phật Ngài không bao giờ từ chối bất cứ một ai, nói rằng người đó là hoàn toàn tuyệt đối là không có khả năng giác ngộ. Đức Phật Ngài không nói gì. Nhưng mà Ngài cũng không có đoan chắc như là trong Bà La Môn giáo nói rằng mình luân hồi một kiếp cố định nào đó thì mình sẽ thành Phật. Hay Phật giáo Đại Thừa nói rằng một lúc nào đó tất cả chúng sanh sẽ giác ngộ, gọi là độ tận chúng sanh. Tất cả chúng sanh ngộ thì thế giới này không còn nữa. Đạo Phật Ngài cũng nói là hậu hậu vô chung, tức là không có cái gì để mà nói rằng thế giới này sẽ đi đến chỗ chung cuộc là chúng sanh không còn luân hồi nữa. Ở đây phải nói rằng thật sự hiểu kinh điển Pali đó, dù là vì đó là một học ở Mỹ này hay là vì học ở Việt Nam quen với giới Đại Thừa, thì hiểu rằng trong cái nhìn kinh bản Pali thì quan điểm về Bodhicitta đó, nó là một hình thái khác của cái chân ngã theo Bà La Môn giáo. Và điều đó nó không có phù hợp với cái tinh thần tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, hay là một cái diễn trình sanh diệt của tâm pháp, của sắc pháp, hoặc giả là con đường tu chứng bằng sự quân tập ba la mật hạnh. Thật ra về điểm này chúng ta phải rất là cẩn thận. Phải rất là cẩn thận. Bây giờ chúng ta bước qua câu số 3 thì xin câu số 3 này xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông thỉnh nào. Đại Đức Nguyên Thông ở trong tam tạng Bali thì đặc biệt nói rằng sự ra đời của vị chánh đẳng nhất giác là một điểm rất là quý hiếm, như một đóa hoa hãn hữu ở trong muôn vạn kiếp mới nở một lần. Nhưng mà lại có cái khuynh hướng về sau này đó là ai cũng là Phật hết, ai cũng có Phật tánh, ai cũng là Phật, và Phật có mặt khắp nơi, nhiều vị Phật, trăm ngàn thứ Phật. Chúng ta tụng ngũ bách chánh Phật, vạn Phật, tụng 500 vị Phật, tụng vạn Phật. Thì cái quan niệm là Phật quả là hiếm hoi, và quan điểm là Phật quả là vốn có rất nhiều đó, thì hai quan niệm đó có ảnh hưởng gì đến sự tu tập của chúng ta? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Gautama, đảnh lễ giáo pháp của Ngài, đảnh lễ Sư Phụ Giác Đẳng, Sư Bá Tuệ Siêu, Sư Phụ Pháp Tính, Sư Phụ Minh Hạnh và Sư Phụ Tuệ Quyền vừa mới vào. Thưa Sư Phụ, con xin có vài ý kiến về cái câu thảo luận số 3, hỏi rằng nên hiểu quả vị Phật là điểm hiếm quý hay là nên quan niệm đó là một vốn sẵn có của tất cả chúng sanh.
Kính thưa sư phụ, cái vấn đề này thì tùy cái cách nhìn của mỗi người. Đối với con thì cái quả vị Phật là cái một sự hiếm quý, hiếm thấy trên đời, là bởi vì theo cái truyền thống mà chúng ta thấy, từ một vị Phật này đến một vị Phật khác nó xa tỷ 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 năm, và có những cái quả đất như quả đất chúng ta mà đang sống đây thì theo kinh sách là Đức Phật giảng dạy là chỉ có chứa được 5 vị chánh biến tri mà thôi, mà Đức Phật Thích Ca thì ngài đã nói là ngài là vị thứ tư, rồi còn ngài vị thứ năm nữa là vị Di Lặc là sẽ ra đời, và sau khi giáo pháp của Di Lặc này đã hoàn mãn rồi thì trái đất này sẽ nổ tung, bởi vì lúc đó nóng quá, 7 cái mặt trời nó hiện hữu thì trái đất này sẽ nổ tung, và chúng sanh trong cái trái đất này đi vào một trái đất khác, trong cái thái dương hệ khác. Và vì vậy cho nên cái mà nói là cái quả vị Phật là nó vốn có tất cả chúng sanh thì cái này là một cách nói, nhưng mà nói đúng thì không đúng, mà nói sai cũng không sai. Bởi vì nếu mà có một chúng sanh nào mà có phát tâm, mà cái sự phát tâm này rất ư là hiếm hoi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi mà ngài có phát tâm là tại vì lúc đó mà cách này nó vô thủy lâu thật lâu nữa, là trước khi Đức Phật Thích Ca là gặp Di Pankara, và từ ngày Di Pankara cho đến khi Đức Phật Thích Ca là 28 vị Phật, là mỗi vị Phật nhau là không biết bao nhiêu là tỷ năm. Rồi đó thì lúc đó thì do Đức Phật kể chuyện lại là lúc đó ngài lên đên trên bể biển, và vì cứu sống bà mẹ ngài phải cõng mẹ của ngài rồi trên lên đên trên biển. Rồi sau đó có một cái vị Phạm Thiên rồi lại giúp đỡ để cho ngài thoát qua vụ đó, và gợi ý để cho ngài phát cái tâm mà để thành Đức Phật Sammasambuddho. Thì cái chuyện mà bây giờ mình nói đây mà nổi mà tu thiền để chính sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là vua vào cái cõi vô sắc giới đó, thì cũng là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, là một chuyện là quá ư là khó khăn rồi. Rồi đừng nói cho chứng thêm là những thánh quả là từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì là đã khá khó khăn, là quá khó khăn rồi. Rồi làm sao mà có cái trí tuệ để mà nghĩ rằng mình có thể vượt qua những cái này để mà tu chứng cái quả vị Sammasambuddho. Kính thưa sư phụ, trên trần gian này con chỉ có nghe biết trong cái sách vở của ngài Triều Tâm Ảnh để lại là ngài hộ tông của chúng ta đã có can đảm là phát nguyện thành vị Phật chánh đẳng chánh giác ở chùa Kỳ Viên ở Sài Gòn, ở bàn cờ đó. Chứ còn mà những người mà thí dụ bây giờ mình không nói đâu xa, nói Việt Nam mình mà 90 tỷ hay 94 tỷ người đó, có chưa có ai. Cho nên mà cái mà quả vị Phật là một điều hiếm quý trên trận này, có còn quan niệm đó là vốn sẵn có của tất cả chúng sanh, là con không biết người nào dám mà rộng họng dám mà nói ra như vậy, thì cái chuyện đó thì không biết là họ cái trí tuệ của họ ở đâu và họ học ở đâu mà họ nói vậy. Họ có phân tách mỗi cái chúng sanh chia chẻ ra để tìm cái quan niệm quả vị Phật là vốn sẵn có của tất cả chúng sanh, là chuyện này điều này con không nghĩ rằng như vậy. Còn cái chữ mà Bodhicitta đó thì gọi là Phật tánh mà có sẵn trong cả chúng sanh là cũng là sai lầm. Cái Bodhicitta, cái chiết tá là cái tâm hiểu biết, cái khả năng biết cảnh của một con người là cái chiết tá. Còn Bodhi là cái tâm giác ngộ thôi.
chứ đâu có nói là cái quả vị Phật hay là cái Phật tánh là có sẵn trong cái chúng sanh. Cái chuyện này là những cái sự mà tư tưởng của những người nào chưa chứng, chưa đắc, chưa cái gì cả mà nói lên những cái từ ngữ mà nó có vẻ mơ mơ hồ hồ để làm cho người ta hiểu lầm. Thì cái điều này thì con không không con không thấy là có nó hợp lý. Cho nên là với câu sáu luận số 3 này thì con thấy rằng quả vị Phật thật sự là một điều hiếm quý. Bởi vì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa chứng đắc quả vị Phật rồi đó, thì ngài suy nghĩ là cái quả vị của ngài chứng đắc sau 7 tuần lễ, ngài ôn lại những cái điều mà ngài đã chứng đắc, thì ngài thấy rằng cái sự hiểu biết và cái quả vị này và con đường này là một con đường khó nói, khó nghe, khó hiểu, khó chứng, khó đắc. Bởi vì trần gian này là tham lam, u mê, ngu si, ương ngạnh, kiêu mạn, thì trong khi cái quả vị Phật là ngược lại tất cả những cái đó, thì làm sao mà có thể được. Cho nên ngài đã có cái tư tưởng là sẽ ở đất gốc cây Bồ đề để mà Parinibbana. Nhưng mà mai thai cho nhân loại này, lúc đó có ngài Sambati, một vị Phạm Thiên đã sống kinh qua nhiều vị Phật, cho nên đọc được cái tâm của Đức Phật mới là mà xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói là: thưa Thế Tôn, trần gian này đã u mê lâu lắm rồi, xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Bởi vì trong con mắt của những người ít bụi đó, thì Thế Tôn giảng dạy cho họ thể hiểu được cái giáo pháp mà Thế Tôn giảng dạy. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dùng Phật nhãn của ngài nhìn xem thế gian coi có loại người đó hay không. Thì lúc đó sau khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng cái Phật nhãn để nhìn xem, thì ngài thấy có những cái hoa sen đang ở dưới bùn, có những hoa sen nhô nhô lên khỏi bùn, có những hoa sen lơ lửng, có những hoa sen lần lần đến cái mực nước. Thì lúc đó thì Đức Phật Thích Ca mới thấy rằng nếu mà ngài giảng pháp thì những cái hoa sen lơ lửng trên mặt nước sẽ hiểu giáo pháp, sẽ nhô lên khỏi mặt nước và nhìn thấy mặt trời. Là đó là do là cái ý mà ngài Samati đã nói, và Đức Phật im lặng nhận lời. Và lúc đó mới là nghĩ đến những người ngài sẽ giảng dạy là ai. Thì mấy ngài giảng dạy thì ngài định nghĩ đến hai người đạo sư trước, thì nghĩ đến ông Kalama. Thì có một vị thiên thần nói ông Kalama chết đây tuần lễ rồi. Rồi cái người thứ hai thì ông vị Phong Chân nó chết ngày hôm qua. Thì sau đó thì những người mà như vậy thì Đức Phật mới là than thở tội nghiệp cho họ. Họ không có sống thêm để được mà giác ngộ nếu mà nghe ngài giảng dạy. Cho nên ngài mới nghĩ đến ngài năm anh em ngài Kiều Trần Như, và nhờ vậy ngài đã giảng dạy bài pháp đầu tiên là chuyển pháp luân. Mà đối với cái ngài Kiều Trần Như mà cách đây 35 năm là một người đã siêu đẳng, khi mà vua tặng 18 vị bà la môn để đoán coi Bồ Tát là con của ông vua Tịnh Phạn là sau này sẽ làm gì, thì 7 người giơ hai ngón tay mà chỉ có một người trẻ khoảng tuổi đó, thì chỉ giơ có một ngón tay và khẳng định rằng Bồ Tát sẽ là một vị chánh biến thi. Mà như vậy mà 35 năm sau mà tinh tấn tu hành như vậy, mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bài chuyển pháp luân mà ngài chỉ đắc đến cái tu đà hoàng mà thôi. Do đó thưa sư phụ, cái quả vị Phật không phải là một quả vị dễ tu, dễ chứng, dễ đắc. Cái sự kiện là ngài Kiều Trần Như là một vị lỗi lạc trên Bà La Môn, mà sau 35 năm học hành thêm nữa mà chỉ chứng được tu đà hoàng mà thôi. Thì do đó thì con thấy rằng đối với câu sáu luận số 3 này thì quả vị Phật thật là một điều hiếm quý, chứ không phải là có trong tất cả chúng sanh. Bởi vì quả vị Phật phải do sự mà quân tu, cultivation, phải cultivate như thế nào để mà có thể thành tựu được. Kính thưa sư phụ, con đó là những điều mà nhận thấy sư phụ từ bi chỉ dạy thêm nếu con nói không được đúng.
bây giờ trong này có sư phụ Tệ Quyền đó, sư phụ, nếu mà sư phụ mời sư phụ Tệ Quyền giảng dạy thêm cái bài câu số 4 này thì may mắn cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con trao mai được cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cho chúng con được học hỏi. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Xin trưởng chỉ được quyền thông. Thì tôi tự quyền, thì tôi có nghe được không? Nếu thì tôi tự quyền nghe được, xin thỉnh thì tôi trả lời cho câu thơ lục số 4. Dạ, thì tôi tự quyền, trong ba bài kinh mà chúng ta học ngày hôm nay đó, đều nói về những vị, có những vị họ không thực sự đắc, không thực sự chứng, mà họ tuyên bố là họ là vị có chứng đắc. Thì mình, ở trong cộng đồng tu sĩ, có được có những người họ họ bằng cách trực tiếp hay gián tiếp cách này cách khác để họ nói rằng họ là người có đắc chứng. Thì cái sự tuyên bố mà đắc chứng pháp thượng nhân nó có hại có lợi như thế nào đối với Phật giáo? Xin thỉnh sư tổ Tây Nguyên. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lễ Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thần tổ Nhất Đản. Để Đức Phật tính để được nguyên thông cũng chưa tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cũng chưa Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì có thể nói rằng nếu như một cái phàm nhân hay là cùng một người mà nhân dân công lý và cho rằng mình chứng đắc pháp thượng nhân mà trong khi đó mình không có một cái gì hết, nói về cá thể thì người này mang một cái đại tội lớn, mà trong cái đại giới của tỳ kheo là một trong những cái tức là khoe pháp và câu nhân, chứng đắc thiền định hay đạo quả, hay mình đã chứng đắc pháp thượng nhân. Vậy thì thứ nhất là đây là một sự nguy hiểm cho người đó vô cùng, tội lỗi rất là lớn. Có thể nói rằng một trong những cái bốn đại giới đó, thì cái giới này chúng ta thấy nó bình thường, nhưng nó là một điều hết sức là gây gớm. Tại vì so sánh bằng với giá trị của các vị thánh sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, dị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, thì cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta là con người phàm phu mà chúng ta cho rằng tự nhận mình vì danh vì lợi hay vì một cái sự thấp hèn của tha mái mà chúng ta so sánh bằng như vậy, thì điều thứ nhất là cản trở cho chúng ta rất là nhiều đau khổ ở trong tương lai, cũng như cản trở cái đạo quả của chúng ta. Và cái điều thứ hai, có thật ra thì đối với chân lý thì mãi mãi vẫn là chân lý, nhưng khi mà người đó mà nói như vậy thì rất là tội nghiệp cho những chúng sinh mà là những người thân của chính cái người mà tự mình cho rằng mình chứng đắc pháp thượng nhân đó. Những người đó họ sẽ không được cái phúc lạc, là cái lý thứ nhất. Lý thứ hai nữa là những chúng sinh khác họ nhìn vào con người mà chứng đắc pháp thượng nhân của Phật pháp nó như vậy à, hay là những người của đệ tử nó như thế này à, như thế kia à, thì đây là một điều mà nó làm một cái sự tổn giảm cho cái giá trị cho cái giá trị mà tĩnh lặng, cho giá trị mà niết bàn, cho cái giá trị mà không còn phiền não, chấm dứt sinh tử khổ đau của một vị mà việc nên làm đã một cách viên mãn và đầy đủ. Cho nên vì chỗ đó chúng ta có thể nói rằng là ở trong mọi hoàn cảnh, nhiều khi người ta tôn sư mình, người ta nể trọng mình, xem mình như là ông Bụt, như là ông Phật gì, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta phải dừng lại ngay. Chúng ta phải là không, mình chỉ là những con người phàm phu, chứ đừng có nhiều khi mà người ta khen mình quá, cái đưa mình lên quá, cái mình bay cao quá coi chừng. Đây là một sự nguy hiểm. Và sự nguy hiểm đó nó lại mang tới cho Phật pháp một cái sự không tốt đẹp. Mà trong cuộc đời này, nếu như một người có hiểu biết, có tu tập thì không bao giờ dám so sánh bằng với các bậc thánh hiền, với những người mà tu tập tốt đẹp. Cho nên nguy hiểm lắm quý vị. Chúng ta nhớ, những người nếu như là các vị tu sĩ mà so sánh bằng với các pháp thượng nhân, vị ấy khó bao giờ có thể tồn tại trong này một cách lâu dài được. Đây là giá trị sự thật. Tự động và sàng lọc là phải bị phát hiện và bị rớt ngay. Mà chính là nguy hiểm cho những mà
vì không có cái hiểu biết, gì không có trí tuệ mà tin, mà tưởng như vậy. Cho nên chư Phật tử chúng ta phải nhớ một điều này, mình cần phải đào tạo cho mình một cái tri kiến, một cái chánh tri kiến, một cái nhân quả, một cái chánh tri kiến để hiểu đúng về bốn đạo bốn quả, hiểu biết về cái sự chứng đắc của các tầng thánh, cái sự kết quả, cái quả vị và cái sự lợi lạc của những người mà chứng pháp thượng nhân. Và tuyên bố có thể nói rằng là nếu như người ta chứng pháp thượng nhân thì người ta không có nói đâu, mà ai nói thì người đó không có chứng, mà người chứng thì không nói, mà người nói thì không chứng. Chỉ là những người cùng chứng đắc pháp thượng nhân thì người ta nhìn nhau, người ta hiểu nhau thôi. Chứ còn đối với các ngài không cần thiết mà phải khoe khoang cho mình với người gì cả. Thì đấy chính là cái điều mà con có đôi điều xin trình bày qua cái câu thảo luận số 4 như vậy. Nếu có đi cầu bộ tốt vương kính cung tỉnh thượng tọa và nam mô Phật Thầy nhé. Sau thủ kính trình thượng tọa tự quyền, trả lời của thượng tọa tự quyền đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của rung Phật pháp Buddhadhamma. Kính trên chi vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Chương trình ngày mai, năm mươi thời gian. Sa thu lành thai. Con hay mà thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo.